vậy? Nè, chú buông tôi ra. Làm gì vậy hả? Buông tôi ra đi. Chú bị mất trí rồi hả? Thật sự là có chuyện gì vậy? Tại sao cô lại dễ dàng quỳ gối trước mặt người khác như vậy chứ? Chuyện đó thì có liên quan gì tới chú đâu. Sao chú lại theo tôi tới tận đây hả? Tôi đã nói rồi mà, có một người phụ nữ ở đây. Vậy thì hãy đi gặp người phụ nữ đó đi. Can thiệp vô chuyện của tôi làm gì? Cô nghĩ quỳ xuống cầu xin ông ta sẽ giải quyết được à? Sao cô bướng bỉnh như vậy hả? Quỳ xuống thì có gì to tát đâu chứ. Ba của tôi đang bị bệnh đó. Bác sĩ nói nếu không điều trị sớm thì tình hình sẽ vô cùng tệ. Tập đoàn Chu Bu đáng ghét này. Sim Trung Di, cô chờ ở đây đi. Nghe lời tôi, đi cầu xin Sơ Phiêu Ru thì ba thế hệ gia đình nhà cô sẽ chỉ gặp bất hạnh mà thôi. Hãy nhớ lời tôi. Nè chú. Trung Di à, xem ra bà vẫn không hề thay đổi một chút nào hết. Nào, bà vẫn nghĩ có thể kiểm soát cuộc sống của người khác theo ý mình. Ý mình? Đó thật sự là điều mà bà muốn hay sao? Công việc thì cần phải rõ ràng. Nếu như con không muốn, con chấp nhận. Còn Ma Bung Đô sẽ tới làm việc ở tập đoàn Subo này. Bởi vì bà hãy để cho gia đình của họ được yên đi. Con xin bà, đừng làm phiền Sim Trung Di nữa. Chị nghĩ em sẽ làm chuyện gì đó lớn lao lắm, nhưng chỉ là khóc thôi sao? Bà nói gì? Nói là tìm được bức tranh ở nhà mình hả? Bà cũng có vẻ bối rối về chuyện đó. Bà hầu như không nói được lời nào. Thật sao? Em chắc là ba không biết gì không? Mình chắc chắn là ba đang che giấu chuyện gì đó. Hiện tại tình hình sức khỏe của ba không được tốt lắm. Chúng ta không thể để ba như vậy được. Có thể làm gì được đây? Em đâu thể nào ngồi tù thay cho ba được. Nếu như làm được em cũng sẵn sàng làm mà chị. Đừng có ra vẻ nữa Sim Trung Di. Em có thể vì ba làm vậy hả? Tới giờ thì em đã làm được gì cho ba rồi? Em chỉ có biết đi khắp nơi gây rối mà thôi. Bung Đô ở phòng chủ tịch à? Có phải vì chuyện của ba Sim Trung Di không? Dạ tôi xin phép. Alo. Được, tôi biết rồi. Thưa giám đốc, bảo vệ đó sẽ được xóa tội và trả tự do. Ý cậu là sao hả? Chủ tịch Ma đã bãi bỏ mọi cáo buộc, đồng ý bỏ qua vụ này rồi. Mình đã kêu cô ấy đợi rồi mà cũng không chịu đợi gì hết. Ta lại gặp nhau nữa rồi. Anh có nhớ tôi không vậy? À, anh đang cần tìm ai ở đây hả? Người mắt to, gương mặt nhợt nhạt. Cô làm ở đây à? Dự án ở Dông Quang đã hoàn thành nên tôi quay về. Tôi rất tiếc vì không kịp nói lời chào tạm biệt. Khi nào anh sẽ biểu diễn tiếp vậy hả? Cô có thể kiểm tra lịch trên mạng. Cô đâu rồi? Không phải tôi kêu cô chờ tôi hay sao? Thiệt tình. Anh ta sao vậy? Gì nữa đây? Thì ba của con đó, lỡ như mà ổng không được thả ra thì sao? Sao ổng vẫn còn bị giam vậy chứ? China hay là con hãy thuê luật sư. Con đang bận, nói chuyện sau đi. Alo China. À. Ôi trời, mà mình cũng đâu có tiền để thuê luật sư. Thiệt tình. Khoan đã, này là gì đây? Ít. Sao con tới đây vậy? Mọi người đâu mẹ? Tụi nó ra ngoài kiếm chỗ thuê mới rồi. Con vẫn chưa ăn gì, có đúng vậy không? Phỏng vấn xong con đã ăn rồi. Phỏng vấn? Dạ phải. Từ ngày mai con giao hàng cho công ty vận chuyển. Vậy sao? Giỏi lắm con trai à.
Con giỏi lắm đó. Nè, chú Huy Trung, con họ đâu rồi? Ra đây đi. Chị lại bị sao nữa vậy? 3 tháng nay tụi nó không trả tiền thuê nhà cho tôi, mà giờ tính dọn đi hả? Thấy người lớn mà không biết chào sao? Phải rồi, có ai dạy dỗ đàng hoàng đâu mà biết chào. Con chào cô. Giống như tôi đang ép cậu chào vậy. Phải vậy không hả? Như vậy là sao? Nhìn cậu cứ như là cậu muốn đánh tôi luôn. Tôi quên mất, đánh người có lạ gì đối với cậu đâu chứ. Nè cô Ban. Si Chun à, con mặc kệ cô ấy, con đi về đi. Cái gì? Mặc kệ ai chứ? Nè Chung Mu Sim, cô dám nói vậy hả? Mau về đi con, không sao hết. Ôi đi trời đi. Đất ơi, cái cô này. Chị à, chị đối xử với tôi như thế nào cũng được hết, nhưng mà với con trai của tôi, làm ơn cẩn thận giùm. Sao cô dám ra lệnh cho tôi vậy hả? Nè, nói thẳng ra, cậu ta là sát nhân, một tên sát nhân lãng vảng ở trong khu phố, ai mà thích được hả? Tôi kêu chị im miệng đi. Từ lúc đi học, chị mặc cảm gì thua kém tôi, nghĩ tôi không biết sao? Vì tôi thấy tội cho chị cho nên tôi mới nhịn chị thôi. Sao chị lại không biết điều vậy? Chị nghĩ tôi không tranh cãi với chị là vì tôi sợ chị hả? Nè Chung Mu Sim, cô mất trí rồi hay sao? Mấy ngón tay hả? Hả? Mấy ngón? Có thời gian mắng chửi con trai người khác, sao không dành thời gian dạy dỗ con gái của chị? Nó đẩy cho chị một món nợ lớn rồi bỏ trốn, chị tự hào lắm hay sao? Nè, sao cô dám nói như vậy chứ? Đi khỏi đây, đi khỏi đây. Tôi kêu cô, đi khỏi đây, chị có nghe không? Đi khỏi đây, đi khỏi đây ngay lập tức. Tôi kêu, đi khỏi nhà tôi, đi nhanh lên. Cô này ăn trúng cái gì vậy? Trời đất ơi, từ trước tới giờ cô ta che giấu bộ mặt thật, giả vờ bình tĩnh và an lạc như Đức Phật trước mặt người khác. Hàng xóm cần phải biết bộ mặt thật của cô ta. Ôi trời. Còn có nghĩ họ đang bòn rút chúng ta bằng cách đắp thức ăn lên mặt hay không? Sô-cô-la bình thường thôi mà. Mẹ à, không sang gì hết á. Dạ thưa bà, tôi thật sự xin lỗi, nhưng bà có thể cảm phiền chuyển sang phòng khác được không thưa bà? Cái gì? Sao cô có thể kêu tôi rời đi chứ? Cái gì vậy hả? Chưa dọn dẹp xong sao? Nè, tôi có phải là rác đâu mà dọn dẹp chứ. Cô là ai vậy? Hả? Hôn thê của ba. Người trẻ hơn 16 tuổi đó mẹ. Ngoài đời trông cô tệ quá, chả trách sao tôi không nhận ra. Vốn hình trên báo cũng trông đã chẳng ra gì rồi. Chị là vợ cũ của anh ấy sao? Sao cứ lãng vảng quanh khách sạn của người ta như vậy chứ? Cô bị làm cho mụ mị bởi một người già hơn mình gần nửa thế kỷ luôn đó. Nhưng mà nè, miệng lưỡi của cô làm sao vậy? Sao lại dám ăn nói với người lớn bằng cái giọng điệu đó? À, phải rồi, chị già hơn tôi nửa thế kỷ. Đúng vậy ha, tôi nên lễ phép với người già. Làm cho họ trước đi. Dạ. Người già sao? Nè, cô muốn giết Di Nguyễn tại đây sao? Nè bà cô già, tôi đã nói là để chị làm xong rồi, chị còn muốn cái gì nữa? Bà cô già. Nè, đó có nghĩa là gì vậy? Ở giữa bà lão và bà cô. Cái gì hả? Sao cô dám chứ? Để tôi cho cô biết thế nào mới là massage thực sự nha. Mẹ ơi dừng lại đi. Mẹ ơi, mẹ dừng lại đi mà. Mẹ, hai người chú mẹ. Mẹ, dừng lại đi. Chấm hả? Hai người dừng lại đi. Thôi mà. Đừng như vậy nữa. Tôi là Macheran đó nha. Tại sao các người dám đưa tôi vô cái chuồng lớn như vậy chứ? Mẹ làm ơn yên lặng đi mà. Càng làm ồn chỉ càng rắc rối thêm thôi. Con nhỏ đó ở đâu? Tại sao chỉ có mình mẹ bị nhốt thôi? Mở cửa ra mau lên đi. Vợ mới của ba vừa làm mũi nhưng mà bị mẹ làm gãy rồi. 6 tháng nữa mới lành. Nè, mẹ cũng đau nữa đó. Con mau gọi Sơ Biêu Đu đi. Phòng pháp lý sao không chịu làm cái gì hết vậy? À.
anh. Con biết rồi. Mẹ bình tĩnh đi hả? Đội hình sự một gì đi. Anh Quang Trân. Anh Quang Trân. Chủ tịch Ma Yong-in. Chủ tịch không khỏe ở đâu sao? Vì chuyện của Chê-ran mà chứng đau đầu của tôi mãi không thể khỏi được. Chủ tịch đã nghe chuyện rồi à? Không ngờ ở cái tuổi này mà nó còn gây chuyện đánh nhau với người ta. À, cứ để nó ở đó vài ngày đi. Nó giỏi thì tự mình ra ngoài. Nhưng mà đưa Chê-ran ra sớm sẽ không ảnh hưởng. Tập đoàn không yếu kém đến mức bị ảnh hưởng vì những hành động của nó đâu. Sao không hỏi tôi về nhân viên bảo vệ kia? Con nghe nói người đó đã được thả ra. Tôi muốn chấm dứt cho nhanh chuyện này trước khi bung đô xen vào. Đi làm việc thôi. Văn phòng luật Park Yong-su. Thuê luật sư hả? Họ nói gì? Không có. Tôi không nói được lời nào cho nên đi ra thôi. Chi phí thuê luật sư thật sự quá đắt đỏ. Nếu tôi thông minh và mạnh mẽ hơn thì bà của tôi không phải cực khổ như vậy rồi. Lớn tiếng thì sao chứ, tôi có thể giải quyết được chuyện gì đâu. Cô đã làm được một chuyện đó, là tin tưởng chú ấy. Cô tin tưởng ba mình và đã làm mọi điều có thể rồi. Như vậy là quá đủ. Từ giờ đừng có tự trách mình nữa. Mau về nhà đi. Biến mất rồi. Sao người của Chobo biết được bức tranh ở đây chứ? Sao họ lại thả mình ra? Họ phải bắt mình chịu trách nhiệm cho bức tranh mới đúng chứ. Điên mất thôi. Trời ơi, Long Dương ơi. Ba ơi. Ba. Ba sao rồi ba? Cực khổ cho ba rồi. Con xin lỗi ba. Con thật sự xin lỗi ba. Con có lỗi gì mà xin lỗi? Đều là lỗi của ba. Đều do ba đã làm sai. Ba đâu có làm gì sai đâu ba. Ba đừng có nói như vậy mà. Đừng có khóc. Sao con lại khóc? Ba không sao nên con không cần lo. Con gái nè, nấu gì cho ba đi, ba đói rồi. Dạ được, con sẽ đi chợ rồi nấu gì đó thật ngon cho ba. Ba nằm ngủ chút đi ha, con đi rồi sẽ về ngay. Họ nói là tìm được bức họa mỹ nhân ở nhà của mình. Vậy sao lại chịu thả ba ra? T-
Tôi đang làm đồ ăn, chú làm trò gì vậy? Sao cô cứ như người mất hồn vậy? Chú trở về rồi, không phải cô nên ngừng lo lắng hay sao? Tôi nghe nói Chubo đã thương tình rồi. Thương tình cái gì mà thương tình? Nói cho rõ ràng đi ha. Ba của tôi được thả vì ông ấy vô tội thôi. Ở trước mặt tôi đừng có nhắc tới hai chữ Chubo. Thậm chí chữ nào nà ná chữ đó tôi cũng không thích nghe luôn. Bộ cô căm ghét nó tới vậy sao? Hèn gì tôi cũng ghét. Ôi, hôm nay trời lạnh quá. Hay mình đi ăn cái gì nóng nóng rồi uống soju đi. Tôi đang ăn kiêng. Tôi xin phép nha. Tôi thấy anh cũng nên bắt đầu ăn kiêng đi. Hơi đúng là không biết đạo lý gì hết. Nè cô Yoshina, cô sẽ rời khỏi đây sớm ha. Ôi sao lại có thể tìm được việc mới nhanh vậy chứ. Tôi xin phép đi trước. Ủa giao hàng hả? Phải. Tôi quên mất là có tài liệu cần gửi. Anh đi trước đi. Sao anh tới công ty của em mà không chịu gọi trước vậy hả? Anh chỉ là người giao hàng thôi. Tôi. Em sợ cái gì vậy? Vậy. Ai nói là em sợ gì đâu chứ. Không phải như vậy. Ý của em là lúc trước em nói với anh, anh hãy tin tưởng vào tình cảm. Hãy tin vào tình cảm của em. Nói với mẹ em. Sau đó thì em lại nói là quá khứ. Với mẹ của em, chuyện của chúng ta chỉ là quá khứ. Sao đột nhiên? Sao? Mẹ của em xem anh như là cặn bã anh cũng chịu. Nhưng anh không chấp nhận bà ấy gây chuyện với mẹ anh. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu như mẹ em có lỡ làm gì, anh nể tình em bỏ qua đi. Nói về chuyện trước đây sẽ chỉ làm cho mẹ em nổi điên thôi. Đều là chuyện quá khứ rồi mà, anh đừng có nhắc nữa. Đúng là quá khứ, nhưng mà không có nghĩa nó không xảy ra. Em không làm được thì anh sẽ tự mình đi nói. Đừng mà. Em sẽ nói. Em sẽ tự mình nói mà. Ông phải ăn cho thiệt nhiều vô chứ. Nghe bà nói vậy tôi càng không muốn ăn luôn á. Ừ, cô nấu không để tâm gì hết mà vẫn ngon ha. Bà thích ăn miếng trộn lắm mà ba. Dù không có cảm giác thèm ăn cũng nên ăn uống cho đàng hoàng. Đàng hoàng à? Ơi, chị Na nó cũng thích ăn miếng trộn. Ý tôi là con chó cũng thích ăn miếng trộn. Bà nói gì vậy? Làm cái gì vậy? Cuối cùng chú đã được thả rồi. Chúng ta không thể ngồi yên như vậy trong ngày lịch sử này được. Chú ơi. Chú đã phải chịu cực khổ nhiều rồi. Nghe Trung Di nói chú bị viêm phổi nên con có mua ít giò heo. Nghe nói thịt heo tốt cho phổi lắm. Chú ăn nhiều vô nha chú. Còn hai đứa đó kìa. Chú cảm ơn. Các người đang âm mưu cái gì nữa đây? Gì đây? Gì? Sao? Ra ngoài rồi không có chỗ đi hay sao? Mẹ ơi. Dạ đúng rồi. Xin cô hãy một lần rủ lòng thương đi. Mẹ à. Mẹ cái gì mà mẹ? Ai là mẹ của cậu hả? Ơi, cô là mẹ của Trung Di thì là mẹ của tụi con luôn mà cô. Đây, con mời mẹ dùng một miếng ha. Bớ người thiệt là. Mẹ uống với con ly nha mẹ. Uống với con ly nha. Con mời mẹ. Đây chính là bước đánh dấu sự trở lại của kỷ nguyên yên bình hòa hợp. Quá tuyệt vời. Bạn đồng dung yên mình đất thiên là đáng yêu nhất. Tuyệt vời nha. Quá tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Bạn đồng đáng yêu nhất. Chúng con yêu bà đồng dung. Con yêu mẹ. Yêu mẹ nhiều lắm. Giờ này con còn đi đâu vậy? Yeah!
다시 하옥과 평화의 시대가 열릴 겁니다. 브라보! 밤 중에 어딜 가? 또 tới chỗ của Musim, gửi cô ấy chút thức ăn rồi về ngay. Chứ không phải đi gặp tên bác sĩ Jun sao? Mặc kệ tôi gặp ai liên quan gì tới chú đâu. Được rồi, đi thôi, tôi sẽ xách giúp cô. Chú sao vậy? Tay của chú bị nghiêm trọng vậy luôn sao? Lúc trước cô nói tôi nói dối mà. Nghệ sĩ piano mà tay bị thương như vậy không phải sẽ rất tệ luôn sao? Phải mau đi điều trị đi chứ. Thật sự là do tôi đúng không? Không phải như vậy đâu, cô đừng có để tâm. Vậy thì tại sao tay chú bị vậy? Đây là bệnh mãn tính. Chuyện này là bí mật giữa chúng ta đó nha. Vậy còn piano? Ai biết, có lẽ còn chơi được thêm ít thời gian nữa. Mình đi thôi. Nói đi, nhà bác sĩ Chun ở đâu hả? Anh cảnh sát cho tôi hỏi, người đàn ông dáng người gầy gầy vừa lúc nãy tầm khoảng 50 mấy 60 tuổi, tên là Lee Won Jeon. Tôi cần biết thông tin liên hệ của người đó. Nghe nè cô Ma Chiran, đây không phải là văn phòng thám tử. Thì tôi có nói vậy đâu chứ. Anh cho tôi biết đi được không? Dạ. Ôi, tiếc là hôm nay chúng ta không gặp được bác sĩ Jun. Chú làm ơn thôi đi mà. Mọi người ngủ hết rồi sao ta? Cô về phòng mình ngủ đi, chú cũng trở về rồi mà. Chú lại dùng nó để bắt bẻ tôi nữa hay sao vậy? Dù sao cũng đi ngủ trước đi, tôi phải dọn dẹp chút đã. Vẫn chưa có điện nữa sao? Làm sao nói với cô ấy mình sẽ làm việc ở Chubo đây? Ở đây. Gì đây? Sao kêu mình về phòng chứ? Chú ấy không nên nói như vậy mới phải. Sự thật đi, sao cậu lại vào trong đó hả? Chú ơi, sự thật rành rành, phòng đó là phòng của con mà chú. Là con gái chú xông vô phòng của con còn gì? Cậu đang nói cái gì vậy hả? Cậu nói con gái tôi cố tình quyến rũ cậu đó hả? Ba ơi, hiểu lầm thôi ba. Đất ơi, không có gì đâu. Mới sáng ra đã có cái gì âm ỉ vậy? Cái tên vô lại này đã ở cùng một phòng với Chung Di vào luôn cho tôi. Cái tên đó, tôi phải dạy tụi nó. Cậu lại làm cái gì vậy? Cậu tôi lại cái tên kia. Mẹ ơi, gì vậy? Hai người họ đã ngủ chung một phòng sao? Ê, nhưng mà cô Giang, hôm qua anh ngủ ở đâu vậy?
Mẹ ơi, mẹ ơi, thả ta con ra đi mẹ. Đã đó. Từ đâu ra con gái con đứa chưa thành niên mà. Mẹ ơi, mẹ nói lộn rồi. Con quá già để gọi là trẻ gì thành niên đúng không? Nghĩa là làm vậy là đúng sao? Nè, nè, cô. Alo China, nghe chuyện của ba con chưa? Mẹ à, mẹ nói gì với con mua sim hả? Con đã nói là để cho gia đình mình đó yên đi mà. Mẹ đâu có làm cái gì đâu chứ. Sao hả? Sao à? Ai cằn nhằn mẹ? Chung Di nó lại nói gì nữa à? Ừ trời, con biết con nhỏ Chung Di bây giờ còn dám quyến rũ cả đàn ông hay không vậy? Mẹ nói vậy là sao? Chung Di hả? Ngày hôm qua con nhỏ đó đã ngủ chung phòng với cái cậu đánh đàn kia đó. Bây giờ ba con đang đuổi theo cậu ta chạy khắp nơi rồi kìa. Gì chứ? Ủa cô China, sao cô tới sớm vậy? Lấy tôi cải xoăn và xin tố chuối nha. Mình phải làm gì mới được đây? Cô nói chi nhánh Trung Quốc không hề nhận được cuộc gọi nào về việc hỗ trợ điều tra hay sao? Dạ, theo thông tin của tôi là như vậy. Vậy có nghĩa là tên thủ phạm thật sự chạy trốn sang Trung Quốc chỉ là... Đó chỉ là câu chuyện do ai đó dựng lên thôi. Cô có nghĩ chuyện đó chính là âm mưu của giám đốc điều hành không vậy? Tôi không biết. Từ khi bị giáng chức từ năm 2010, tôi đã thề với bản thân sẽ không bao giờ nói lên ý kiến của mình ở đây nữa. Sao cô dám hả? Bây giờ tôi phải đi làm công việc của mình rồi. Bà còn muốn gặp ai nữa không vậy? Người đó có thể giúp cho bà những việc mà bà đang làm. Ráng luyện tập chăm chỉ nghe chưa? Đó chính là món quà cho thầy rồi đó. Viện lý do là sẽ ăn đòn đó nha. Nè, cô mau phát giáo trình đi. Dinh mi tê giác, hai đứa làm tốt lắm. Ông nì, 나 궁금한 거 있는데 빈티처랑 둘이 결혼해? 둘이 같은 방에서 잤다고 결혼해야 한대 태양이가. 어? 올레리 꼴레리 결혼한대요 결혼한대요 결혼한대. 엉엉 Sao ông lại ở đây hả? Chuyện gì xảy ra với loại thuốc làm rung chuyển cho sên vậy? Chuyện đó thật sự rất khó để nó nảy mầm thưa ông. Trời ơi, cái con bé ngốc này. Nè ông ơi, đây không phải là nơi vui chơi, sau này ông đừng có tới nữa. Hả? Ôi, ba đây rồi. Ba ơi, con từ Việt Nam sống sót trở về đây nè. Ba hả? Việt Nam? Chị ơi, hình như là ông ấy bị bệnh nặng lắm á. Ông ấy cứ lúc nhớ lúc quên hoài à. Hả? À! Chúng ta phải bắt tên trộm đó lại. Con à, con sẽ bắt hắn lại. Ông làm gì vậy? Ôi trời. Hồi nãy là sao? Loại thuốc của Chô Sơn là gì? Thật ra ông ấy bị sao vậy trời ơi? Em làm gì ở đây vậy? Không lẽ em vẫn còn dính theo người tên Ma Bung Đô đó sao? Sao chị lại ở đây? Trả lời câu hỏi của chị trước đi. Em có biết người đó là ai không vậy hả? Là tiết học cuối cùng rồi. Cảm giác kỳ lạ thiệt. Đầu óc cô ta để đâu không biết, lần nào cũng vậy à. Mau đến văn phòng đi, chủ tịch đang ở đây đó. Bà định gặp Sim Chung Di sao? Cả chuyện đó mà nó cũng nói với con à. Tại sao vậy? Bà định gặp Sim Chung Di để nói cái gì chứ?
con định khi nào quay về công ty? Con không tìm cách quản lại chứ? Bà trả lời câu hỏi của con trước đi. Nghe nói con không thể tiếp tục chơi piano về tay của mình. Vừa rồi, ý bà là sao vậy hả? Ai nói với bà những điều nực cười đó chứ? Dù có che giấu như thế nào, cuối cùng mọi người vẫn sẽ biết được thôi. Đừng tự chôn mình dưới đáy vực chỉ vì muốn chống lại bà. Hãy biết rời đi vào đúng thời điểm. Em nghĩ đi, tại sao Chubo lại nhắm vào gia đình của chúng ta? Tất cả đều vì người tên Mapundo đó. Không phải cô. Không phải là cô nói đúng không? Chú làm ơn hãy thôi đi. Người thừa kế tập đoàn Chubo, Mapundo.